cái vlog 8A này nó sẽ có nhiều cái ví dụ về cái tiếng E hay A và I để cho các bạn nghe và tập nói. Cái ví dụ đầu tiên là step, một chữ I thôi và nó rất là ngắn. Step, step, gán đừng có bỏ vô dấu sắc, đừng có đọc step. Step, step, step. Rồi cái kia là steep, steep, step, steep. You wanna bet? Bet, bet. Có muốn cá không? Bet. Và cái kia beat là cái điệu nhạc đó. Beat, một cái là ngắn. Bet, bet, beat, beat, bet, beat, bet, beat. Hai cái ví dụ sau này á nó cùng nghĩa mà một cái chữ của nó là cái quá khứ. Cái quá khứ là met, met, met. Cái kia là meet, 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 met, meet, met, meet. Cái chữ head, head hay head nó không có nghĩa. Một là hate hay là heat. Một cái mình đọc là hay, giống như A của mình á, hay xong cái t đuôi. Hate, 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 cái là ghét, mình ghét ai đó, hate. Cái kia đó nóng đó. Heat, heat, kéo dài ra, heat, heat. Một cái là heat, cái kia là hate, heat, hate, heat, hate. Đừng có đọc head hay là hết, không ai hiểu hết.